Ý, chị Trang. Anh tới lâu chưa? À, mới tới à. Hẹn 5 giờ mà giờ mới tới. Đâu, tôi tới là 4 giờ rưỡi rồi đó. Anh theo vô mua vé đi. À, ngồi hàng trên nha. 3 vé nha. Sao 3 vé? Đi xem phim về gái, sao mà mặt mày bí xị thế? Bí cái gì? Tại nơi xếp hạng mua vé Trang, mệt. Chị Trang, ghế này nè. Gái, gái, đi ngồi tôi nè. Không dây kẹo xin gông, không xả rác trong phòng chứa, không gác chân lên ghế trước, không có hành chi cho mặt khán giả nơi công cộng. Tôi buồn giàu chờ ai thật lâu, có gì sai từ đầu, chuyện đáng xảy ra là gì làm tôi buồn thêm nữa đi, giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im, nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời, phải chăng là em khiến lòng tôi rụng rời, nhờ em mà tôi u sầu, nhờ em mà tôi biết đau, chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu. À ơi ơi, chẳng biết nói gì, thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày mai chia ly thôi thì. À ơi ơi, ngồi hát đỡ buồn, vì em trong tôi thương càng thương, đàn tôi đang buồn tan tình tan ý. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi lại khóc vì một đứa con gái. Thầy số anh ơi. Cái gì vậy? Thầy số anh. Đen tình đỏ bạc anh ơi. Nhìn tôi mà xem có gì vui ở đời, phải chăng là em khiến lòng tôi rụng rời, nhờ em mà tôi u sầu, nhờ em mà tôi biết đau, chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu. À ơi ơi, chẳng biết nói gì, thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày mai chia ly thôi thì. À ơi ơi, ngồi hát đỡ buồn, vì em trong tôi thương càng thương, đàn tôi đang buồn tan tình tan nghĩ. Thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày mai chia ly thôi thì. À ơi ơi, ngồi hát đỡ buồn, vì em trong tôi thương càng thương, đàn tôi đang buông tan tình tan ý. Khó thế ạ? À? Ông không thấy xấu hổ à?